Xin chào các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Bất động sản ngày càng tăng giá do những dự án càng về sau càng được thiết kế trang bị cao cấp hơn so với những dự án trước, đồng nghĩa với việc giá bán sẽ tăng cao hơn theo cái việc cái nhu cầu hạ tầng đi lại thuận tiện hơn. Chính vì thế những anh chị mà ở tỉnh có nhu cầu sở hữu căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh ngày càng xa vời hơn vì giá cả đã ngày càng đắc địa. Thì hôm nay Khoa xin giới thiệu hai dự án căn hộ đã đi vào hoạt động 7 đến 8 năm và tất cả đều đã có sổ và được xem là dự án căn hộ mà có giá thấp nhất tại quận 2 ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất đó chính là dự án Thủ Thiêm Star. Thủ Thiêm Star được xây dựng, cả hai dự án đều nằm ở bên bờ sông dòng Ông Tố, gần trung tâm thể dục thể thao Gạch Chiếc thuộc phường Bình Trưng Đông của quận 2. Dự án Thủ Thiêm Star có màu sáng, màu xanh dương sáng trên màn hình của các anh chị. Công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm là chủ đầu tư. Tổng diện tích là 5.498 m², quy mô 3 lốc 14 tầng với 284 căn hộ, diện tích từ 62 cho tới 127 m². Ngoài ra dự án thứ hai đó chính là dự án Petroland. Petroland có màu vàng ở trên màn hình của chúng ta, nằm sát bên kề cận với dự án Thủ Thiêm Star. Thì dự án có chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí Petroland, tổng diện tích là 7.054 m², vị trí là đường Nguyễn Duy Trinh sát bên phường Bình Trưng Đông quận 2, sát bên dự án của chúng ta. Thì tổng vốn đầu tư là 630 tỷ, được xây dựng vào tháng 3 năm 2010 và hoàn thành vào cuối năm 2011. Đó là những cái hình ảnh về cái căn hộ của chúng ta. Thì các anh chị nào thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa hữu ích cho mình, vui lòng đăng ký subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất tập hợp tiến độ thi công các dự án và hạ tầng của khu đô thị, đặc biệt là khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2 và quận 9. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.